phố đi bộ Bùi Viện và các tuyến đường lân cận gồm Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đầu được gọi là phố Tây Sài Gòn, điểm thu hút khách du lịch nước ngoài lớn nhất của thành phố, đặc biệt là các hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Do vậy, nơi đây cũng phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Công an quận 1 phối hợp với các lực lượng của địa phương ra quân kiểm tra, xử phạt các bãi giữ xe trái phép, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, các loại xe dừng đậu sai quy định, việc kinh doanh chất kích thích, chất gây nghiện, kinh doanh không có hóa đơn chứng từ. Trong thời gian tới, quận 1 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm an ninh trật tự, trật tự giao thông, trật tự đô thị trên phố đi bộ Bùi Viện, đồng thời tuyên truyền vận động không lấn chiếm lòng lề đường, không xả rác và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.